Có 186 đến có 190, gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là bài báo, bài số 2 là trang web, bài số 3 là email ha. Câu 186, bài báo chủ yếu nói về điều gì? Đó là dạng câu hỏi về mục đích của bài báo phải không nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó là bạn đọc hỏi đoạn cuối ha. Câu A, một cái sự đề xuất gần đây của mayor của thị trưởng. Câu B, những cái kế hoạch của một cái công ty về việc xây dựng một cửa hàng. Câu C, cái tình hình phát triển thịnh vượng ở cái khu trung tâm của một thành phố. Câu D, những cái nỗ lực của hội đồng để mà giảm cái unemployment, cái sự thất nghiệp. Rồi bây giờ mình vào đoạn đầu của cái bài báo trước em nhé. Cùng đọc nào. Tại cái meeting, cuộc họp hội đồng thành phố Canton vào ngày 2 tháng 5 thì những thành viên trong hội đồng đã lắng nghe một bài thuyết trình từ những người đại diện của cái cửa hàng Blandford Superstore về việc xây dựng một chi nhánh ở địa phương. Cái nhà bán lẻ khổng lồ này đã propose đề xuất cái việc erecting một cái outlet, một cái cửa hàng rộng 9.500 m², chỉ trong cái giới hạn thành phố, cái phạm vi của thành phố trên đường Bedford Avenue. Vậy nó đang nói về việc gì vậy em? Cái dự định để xây một cái cửa hàng chi nhánh của Blandford Superstore phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu nào là xây cửa hàng? Câu B phải không? Là những cái kế hoạch dự định của một cái công ty về việc xây dựng một cái cửa hàng. Và cái corporation, cái công ty tập đoàn ở đây chính là Blandford Superstore phải không nào? Vậy đáp án chỉ có thể là câu B thôi ha. Câu 187, Mr. Pinero muốn Miss Oroke làm cái điều gì? Về từ khóa chính là Mr. Pinero want và Miss Oroke phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Turn down là từ chối đem. Proposition là cái sự đề xuất hay là kiến nghị ha. Từ chối cái sự đề xuất kiến nghị từ Blandford Superstore. Câu B, meet with, gặp gỡ để mà thảo luận với những người điều hành từ Palace Boutique. Câu C, rezone, tái phân vùng hay là phân khu lại cái property, cái bất động sản nào đó để mà cho phép cái construction, cái việc xây dựng. Câu D, defer, hoãn lại cái việc hỗ trợ cho những owners, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Rồi mình có thể cùng dò xem từ khóa là Mr. Pinero và Miss Oroke đang ở vị trí nào em nhé. Kế tiếp bài số 1 xem có hay không nha. Ở đây form nào có từ Oroke nè, câu đọc câu này nha. Mayor, thị trưởng của thành phố Canton là Claire Oroke đã nói với representative, những người đại diện rằng á, là council, hội đồng sẽ discuss, thảo luận về cái proposition, cái sự đề xuất trong tháng này và address it, giải quyết nó tại cuộc họp lần tới của họ vào tháng 6. Vậy thì em xem nè, từ câu này mình suy được một điều là gì? Miss Oroke chính là thị trưởng của thành phố Canton form nào, và bà ấy hứa rằng á, là hội đồng sẽ xem xét, sẽ thảo luận, sẽ xem xét cái proposition, cái sự đề xuất của Blandford Superstore phải không, trong tháng này, và giải quyết nó vào trong cái cuộc họp lần tới vào tháng 6. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Pinero đang ở vị trí nào em nhé. Bài số 1 là không có rồi nè, giờ tiếp bài số 2 đi em, rất có thể là câu liên hệ ha. Đây em xem là Mr. Pinero nè. Bài số 2 là một cái trang web đang ở một opinion, là ý kiến, comments, nhận xét, bình luận của người đọc giả. Thì Pinero chính là cái người mà nhận xét bình luận phải không nào. Bây giờ em dò xem chỗ nào nói về việc Mr. Pinero muốn Oroke hay là thị trưởng làm cái điều gì. Em dò thử xem có hay không nha. Dòng thứ nhất có thể hiện mong muốn gì không? Không phải không nào. Tiếp theo đi em. Không có luôn. Dòng thứ tư cũng không có. Dòng thứ năm cũng không có luôn. Dòng thứ sáu cũng không có. Dòng thứ bảy cũng không có. Dòng thứ tám, ở đây có từ I hope, là tôi hy vọng nè. The mayor là thị trưởng, tôi hy vọng thị trưởng, có thể là tôi muốn thị trưởng làm gì đó, mà đọc câu này thử nha. Và tôi hy vọng thị trưởng và các thành viên của hội đồng á sẽ reject, sẽ từ chối cái đề xuất này để mà giữ cho nó theo cách đó. Có nghĩa là mới hy vọng thị trưởng làm gì vậy em? Từ chối cái đề xuất, mà đề xuất ở đây chính là đề xuất của ai vậy? Của cái cửa hàng Blackfold Superstore phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu A ha, ở đây mình có từ đồng nghĩa là turn down, nó bằng với từ reject là từ chối đem, và proposition là cái sự đề xuất, nó bằng với cái từ proposal trên đây ha, reject proposal, còn ở đây là turn down proposition, được không nào? Đáp án là câu A. Câu 188, trong bài báo là bài số 1 thì cái từ limits ở đoạn 1 dòng 5 gần nghĩa với từ này nhất. Sẽ bán trước nha câu A, regulations là quy định hay là quy tắc nè. Câu B, borders, biên giới. Câu C, levels, mức độ, cấp độ. Câu D, obstacles, là cái sự cản trở hay là trở ngại. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ limits đang ở trong ngữ cảnh nào em nhé. Bài số 1, đoạn 1, dòng 5. Ở đây form nào, đọc lại câu này em nhé. Cái nhà bán lẻ khổng lồ đã đề xuất cái việc erecting một cái cửa hàng rộng 9.500 m² chỉ trong vòng cái limits của thành phố, có nghĩa là trong cái giới hạn của thành phố, là trong cái phạm vi thành phố đem. Vậy đáp án chỉ có thể là câu nào thôi?
nó đang nói về giới hạn phạm vi, có nghĩa là câu câu bi ha, cái biên giới của thành phố, cái phạm vi của thành phố thôi. Còn những câu khác thì không có phù hợp. Quy định quy tắc câu A là sai nè. Mức độ cấp độ câu C cũng không đúng luôn. Câu D obstacle, cản trở hay trở ngại cũng không đúng luôn ha. Đáp án là câu B. Câu 189, cái điều gì sẽ xảy ra vào ngày 3 tháng 6? Phải từ khóa chính là ngày 3 tháng 6 phải không nào? Xem bản trước nha câu A. Những người trong cái hội đồng thành phố Canton sẽ bầu chọn cho một cái kế hoạch. Câu B, một số members, thành viên của Chamber of Commerce sẽ tham gia một cái buổi hearing của cộng đồng của công chúng. Câu C, construction, cái việc xây dựng một cái cửa hàng bán lẻ lớn sẽ get underway, sẽ được tiến hành thực hiện. Câu D, Miss Morris sẽ nói lên những cái lo lắng, quan ngại của công dân tại cái trial. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem ngày 3 tháng 6 đang ở vị trí nào nha em. Giờ tiếp bài số 2 xem có hay không. Không có phong nào, giờ bài số 3 luôn nha. À, ở đây có June 3rd nè em, ngày 3 tháng 6 cùng đọc câu này nha. Vào ngày 3 tháng 6 thì hội đồng thành phố sẽ tổ chức một cái meeting, một cuộc gặp gỡ công chúng cộng đồng. Mà cái buổi gặp gỡ đó thì một số người trong số chúng ta sẽ tham gia. Một số người trong số chúng ta, mà chúng ta là ai vậy em? Em xem ai là người viết cái email này. Chính là Miss Morris phải không nào? Và Miss Morris chính là thành viên thư ký của cái Chamber of Commerce. Vậy một số người trong số chúng ta chính là một số người, một số thành viên trong cái Chamber of Commerce sẽ tham gia cái buổi gặp gỡ cộng đồng này phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy? À, câu B phải không? Một số thành viên của Chamber of Commerce sẽ tham gia một cái buổi hearing, cái buổi gặp gỡ công chúng cộng đồng. Ở đây cái từ public hearing đây, nó sẽ bằng nghĩa với từ public meeting phải không nào? Ok, đáp án là câu B ha. Câu 190, cái điều gì được chỉ ra được nói về Miss Morris? Về từ khóa chính là Miss Morris form nào? Xe bản trước nha câu A. Cô ấy chịu trách nhiệm cho cái việc relocation, thay đổi địa điểm cho cái hội đồng thành phố. Cô B, cô ấy vận hành một cái cửa hàng mà nó bán những cái mặt hàng, những cái sản phẩm ở cái giá bargain. Cô C, cô ấy nghĩ rằng cái cửa hàng Blast Boutique, boutique là cửa hàng đen, thì nên được preserve, được gìn giữ, bảo vệ. Cô D, cô ấy đã ký một cái petition được sponsor, tài trợ bởi cái hội đồng thành phố Canton. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò nha em. Miss Morris là bài số 3 phong nào? Rồi em xem bài số 3 chỗ nào chưa dò thì mình dò ha. Từ đầu luôn đi em. Cùng đọc nha. I came across, tôi đã tình cờ đọc được cái comments, cái bình luận nhận xét của bạn trên cái website này. Cái sự lo lắng của bạn là cái điều mà Canton Chamber of Commerce đang thảo luận để bàn bạc về. Và chúng tôi đồng ý rằng cái điều gì đó cần phải được làm, có nghĩa là cần phải làm cái gì đó để mà protect, bảo vệ những cái cửa hàng ở khu trung tâm giống như cái của bạn. Vậy có nghĩa là Miss Morris muốn bảo vệ những cái cửa hàng ở khu trung tâm giống như của bạn này, giống như của ai vậy? Là của cái người nhận email này, chính là của Mr. Pinero, phải không nào? Có một cái đáp án là về bảo vệ cửa hàng là câu nào vậy? Câu C em đọc lại nha. Cô ấy nghĩ rằng cái cửa hàng Blast Boutique thì nên được gìn giữ bảo vệ. Vậy bây giờ mình phải xem cái Blast Boutique có phải là cửa hàng của Mr. Pinero hay không ha. Và Mr. Pinero thì ở bài số mấy vậy em? Ở bài số 2, em dò xem có Blast Boutique hay không. Ở đây form nào cũng đọc nha. Tôi quản lý Blast Boutique, một cái cửa hàng quần áo. Mà tôi là ai vậy em? Tôi là người viết cái comment này, chính là Mr. Pinero. Vậy chắc chắn Blast Boutique chính là cửa hàng của Mr. Pinero rồi, phải không nào? Vậy chắc chắn đáp án là câu nào vậy em? À, câu C ha, là Miss Morris muốn những cái cửa hàng mà giống như cái cửa hàng Blast Boutique nó nên được preserve, gìn giữ và bảo vệ, được không nào? Sẽ cùng nhau hệ thống là những từ được highlight trong bài này game nhé. Bài số 1 là một bài báo, mình có từ Council là hội đồng đấy. Consider là xem xét. Proposal, danh từ là sự đề xuất hay là bản đề xuất ha. Dịch lại tựa đề nha. Hội đồng thành phố Canton xem xét cái sự đề xuất của cái cửa hàng Blank Folk Superstore. Tại cái cuộc họp hội đồng thành phố Canton vào ngày 2 tháng 5, thì những thành viên của cái hội đồng đã lắng nghe một cái presentation, một bài thuyết trình từ representatives, những người đại diện của cửa hàng Blank Folk Superstore về cái việc xây dựng một cái chi nhánh ở địa phương. Cái tập đoàn bán lẻ khổng lồ này đã propose, động từ propose là đề xuất đem, là động từ của từ proposal ha. Động từ là đề xuất, danh từ là sự đề xuất. Đã đề xuất cái việc erecting, mới có động từ erect là xây dựng đem. Erect là xây dựng ha. Đã đề xuất việc xây dựng một cái outlet là cái cửa hàng đó. Có diện tích là 9,500 m² trong cái phạm vi của thành phố trên đường Medford Avenue. However, tuy nhiên, cái mảnh đất mà được chọn thì vẫn chưa được authorized, là được cho phép hay là ủy quyền đấy em. Mình có từ authorized là cho phép hay là ủy quyền ha. Cho cái establishment, mình có từ establishment ngoài cái nghĩa là sự thành lập, còn có nghĩa là tổ chức hay là doanh nghiệp nữa ha.
cái mảnh đất mà được chọn thì vẫn chưa được authorize, cho phép, cấp phép cho những cái tổ chức doanh nghiệp commercial là thương mại. Vì vậy Blandford đã yêu cầu rằng the property là cái mảnh đất đây, property là bất động sản nói chung, có thể là mảnh đất tòa nhà, ở đây là mảnh đất ha, cái mảnh đất này á thì cần phải được rezone và tái phân khu lại. Thị trưởng của thành phố Gunton là Claire O'Rourke đã nói với những người đại diện rằng là hội đồng sẽ discuss, thảo luận về cái proposition. Mà cái từ proposition là sự đề xuất hay là sự kiến nghị ha. Nó cũng khá là bằng nghĩa với cái từ proposal đây. Sự đề xuất hay là kiến nghị ha. Nó bằng nghĩa với từ proposal. Proposition, sự đề xuất hay là sự kiến nghị. Hội đồng sẽ thảo luận cái sự đề xuất này vào tháng này và address it, mà có từ address là giải quyết đem và giải quyết nó tại cuộc họp tới vào tháng 6. A spoken person, mà có từ spokesperson có nghĩa là người phát ngôn á, cho cái công ty Blandford đã nói rằng corporation, mà có từ corporation là công ty hay là tập đoàn đem. Corporation, công ty hay tập đoàn. Công ty hoặc là tập đoàn. Cái người phát ngôn cho công ty Blandford nói rằng cái công ty hay là tập đoàn này á, thì hy vọng rằng cái sự đề xuất sẽ được thông qua và emphasizing, mình có từ emphasize là nhấn mạnh ha, và nhấn mạnh rằng á, là cái sự phát triển sẽ cung cấp employment là việc làm hay là nghề nghiệp đem, sẽ cung cấp việc làm nghề nghiệp cho lên đến 190 resident là cư dân ở địa phương ha. Tại sao hai là một trang web, home là trang chủ nè, news tin tức, sports thể thao, business việc kinh doanh hay là doanh nghiệp, entertainment giải trí, lifestyle phong cách sống, opinion ý kiến, contact liên hệ. Trang web này đang ở mục opinion là ý kiến ha. Readers comments những bình luận nhận xét của độc giả. Pinero đã đăng vào ngày 7 tháng 5. Tôi viết cái bình luận này in regard to, liên quan tới cái bài báo được in trong cái phiên bản, cái ấn bản ngày 3 tháng 5 của tờ báo của bạn. Về cái việc proposal, mình có từ proposal là sự đề xuất hay là cái việc đề xuất đem. Về cái việc đề xuất construction là xây dựng ha. Về cái đề xuất xây dựng từ Blandford Superstore, như là một owner, chủ sở hữu doanh nghiệp lâu năm ở Gunton, tôi concern là tôi lo lắng hay là băn khoăn đem. Concern là lo lắng hay băn khoăn ha. Tôi quản lý Palace Boutique, một cái cửa hàng quần áo ở cái downtown area, là khu trung tâm đó. Area là khu vực, downtown là trung tâm ha. Downtown area là khu trung tâm. Và nhiều người bạn và những cái acquaintance, mình có từ acquaintance là người quen đem. Nhiều người bạn và người quen làm ăn của tôi thì cũng operate là hoạt động hay là vận hành ha. Động từ operate, hoạt động hay vận hành những cái shops private. Mình có từ private là riêng tư hoặc là tư nhân, ở đây có nghĩa là tư nhân nè, riêng tư hoặc là tư nhân ha. Cũng vận hành hoạt động những cái cửa hàng, những cái shop tư nhân ở trong thành phố. Những cái retailer là cửa hàng bán lẻ đẹp. Những cửa hàng bán lẻ của các công ty tập đoàn lớn đã force, mình có từ force là ép buộc hay là buộc ha. Force đã buộc nhiều cái cửa hàng nhỏ hơn out of business là ngừng hoạt động kinh doanh luôn, ngừng hoạt động, ngừng kinh doanh. Đã buộc nhiều cửa hàng nhỏ nó ngừng cái việc kinh doanh. Ngừng hoạt động kinh doanh ở những cái địa điểm khác nơi mà họ mở ra. Even when, thậm chí là khi những cái establishment, mình có từ establishment là những cái tổ chức hay là doanh nghiệp đấy em. Establishment có nghĩa là tổ chức hay là doanh nghiệp ha. Thường thì mình thấy cái từ establish có nghĩa là thành lập, establishment là sự thành lập, nhưng mà establishment có nghĩa là tổ chức hay là doanh nghiệp nữa. Thậm chí là khi những cái tổ chức doanh nghiệp này nó nằm ở cái vùng outskirts là vùng ngoại ô đấy. Rồi, tôi không chắc rằng hầu hết những cái business, những cái doanh nghiệp như tôi đó sẽ có thể compete là cạnh tranh em, sẽ có thể cạnh tranh mà không có cái việc giảm giá significantly là một cách đáng kể, mà không giảm giá một cách đáng kể, và bằng cái việc extension là mở rộng em, và bằng quality là chất lượng, goods danh từ là hàng hóa hay là sản phẩm ha, và bằng cái chất lượng của hàng hóa sản phẩm của chúng tôi. For now, bây giờ thì Gunton là một cái thành phố diverse và đa dạng em.
Và Vibrant là sinh động ha, là một thành phố rất là đa dạng và sinh động. Và tôi hy vọng rằng Mayor, thị trưởng và các thành viên của hội đồng á, sẽ reject, mình có từ reject là từ chối ha, sẽ từ chối cái sự đề xuất này để mà giữ cho cái thành phố nó được như vậy. Ok. Bài số 3 là một cái email gửi đến cho Mr. Pinero, gửi từ Morris. Chủ đề là yêu cầu từ Canton COC, ngày gửi là ngày 8 tháng 5. Gửi Mr. Pinero, I came across, mình có từ came across, nguyên thể là come across them, có nghĩa là tình cờ biết được, hoặc tình cờ gặp được, thấy được ha. Tôi tình cờ biết được, thấy được những cái bình luận của bạn trên cái website Canton Herald. Cái concern, cái sự lo lắng, băn khoăn của bạn là cái điều mà cái ban của cái tổ chức này nè đang discussing, đang thảo luận bàn bạc. Và chúng tôi đồng ý rằng something, cái việc gì đó cần phải được làm, có nghĩa là cần phải làm cái việc gì đó để mà bảo vệ những cái cửa hàng trong cái downtown area, cái khu vực trung tâm, like yours, giống như cửa hàng của bạn. Và ngày 3 tháng 6 thì Casual Hội đồng thành phố sẽ holding, sẽ tổ chức một cái buổi gặp mặt, họp mặt public, cộng đồng công chúng, mà một vài người trong số chúng tôi sẽ tham gia vào cái buổi gặp đó. Sẽ rất là helpful, có lợi có ích nếu mà bạn tham gia cùng với chúng tôi tại cái sự kiện này. Bạn có thể trình bày một cái bài nói chuyện ngắn, miêu tả, mô tả những cái concerns, những cái sự lo lắng mà bạn đã mention, đề cập trong những cái comments, bình luận của bạn. Bạn có thể sử dụng những cái visual aids, mình có từ aids là những cái sự hỗ trợ đấy em. Visual là về mặt hình ảnh ha. Bạn có thể sử dụng những cái hỗ trợ về mặt hình ảnh, ví dụ như là PowerPoint hay là tranh ảnh, người ta gọi là visual aids, được không nào? Mang documents là tài liệu đấy. Có thể mang theo những cái tài liệu để mà supporting, hỗ trợ cho bài nói chuyện ha. Và mời những người khác, những người mà share our concerns, là có chung cái sự lo lắng cùng với chúng ta. Vui lòng hãy cho tôi biết liệu rằng bạn có muốn participate, tham gia hay không, rồi ký tên. Ok. Có 186 câu bên mình có từ corporation, là công ty hay là tập đoàn đấy. Corporation là công ty hoặc là tập đoàn ha. Câu C mình có từ scene. Thường thường mình thấy từ scene á, có nghĩa là cái quang cảnh hoặc là địa điểm. Nhưng mà cái từ scene cũng có nghĩa là tình hình em. Địa điểm, quang cảnh hoặc là tình hình ha. Và ở đây có nghĩa là tình hình em. Thriving, mình có từ thriving là thịnh vượng hay là phát đạt á, phát triển thịnh vượng hay là phát đạt ha. Từ này cũng khá là hay gặp đây. Thriving, thịnh vượng hay là phát đạt. Vậy câu C có nghĩa là cái tình hình phát triển thịnh vượng của cái khu trung tâm của một thành phố. Rồi câu D mình có từ unemployment là thất nghiệp đây. Unemployment là thất nghiệp ha. Effort, danh từ là cái sự nỗ lực đem ha. Effort, sự nỗ lực. Vậy câu D có nghĩa là những cái sự nỗ lực của hội đồng để mà reduce, giảm cái sự thất nghiệp, được không nào? Rồi tiếp câu 187, câu A mình có từ turn down. Turn down có nghĩa là từ chối ha. Turn down, từ chối, nó bằng với từ reject ở bên kia đây. Turn down, từ chối ha. Rồi tiếp proposition có nghĩa là sự đề xuất hay là kiến nghị, gặp rồi ha. Proposition, sự đề xuất hay là kiến nghị. Vậy câu A có nghĩa là từ chối một cái sự đề xuất từ Blank for Superstore. Câu B mình có từ executive là người điều hành hay là giám đốc điều hành, gặp rất nhiều rồi ha. Rồi câu D mình có từ defer có nghĩa là hoãn lại. Defer, hoãn lại một cái việc gì đó ha. Vậy câu D có nghĩa là hoãn lại cái việc funding, hỗ trợ cho những cái người chủ doanh nghiệp private là tư nhân, được không nào? Có 188, câu A mình có từ regulation là những cái quy tắc hay là luật lệ ha. Quy định hay là quy tắc, gặp rất nhiều rồi. Quy định, quy tắc. Cô bên mình có từ border, có nghĩa là biên giới ha. Cái phạm vi, cái biên giới của một vùng, của một quốc gia, được không nào? Rồi tiếp cô đi mình có từ obstacle. Obstacle có nghĩa là sự cản trở hay là trở ngại đấy. Sự cản trở hay là trở ngại ha. Obstacle. Có 189, câu C mình có từ get underway, có nghĩa là được tiến hành hay là thực hiện. Get underway, được tiến hành hay là thực hiện ha. Có 190, câu A mình có từ relocation là danh từ của động từ relocate. Relocate có nghĩa là di dời hoặc là thay đổi địa điểm ha. Rồi tiếp câu B mình có từ bargain price. Price là giá cả, còn bargain,
Bargain có nghĩa là mặc cả, trả giá. Hoặc là cái món hời. Một cái món hời là cái món được mua ở cái giá rẻ đấy em. Vậy thì bargain price có nghĩa là cái giá rẻ ha. Bargain price là giá rẻ. Được không nào? Rồi tiếp. Câu C mình có từ preserve có nghĩa là bảo vệ hay là gìn giữ ha. Bảo tồn, bảo vệ hay là gìn giữ. Preserve. Vậy câu C có nghĩa là cô ấy nghĩ rằng á, là cái cửa hàng Blast Boutique thì nên được gìn giữ, bảo tồn, bảo vệ. Câu D mình có từ petition là một cái đơn đấy. Một cái lá đơn ha, đơn. Một cái đơn xin, được không nào? Vậy câu D có nghĩa là cô ấy đã ký một cái đơn, đơn xin, đơn kiến nghị mà nó được sponsor, được tài trợ bởi cái hội đồng Gunton City, được không nào? Câu 191 đến câu 195 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là một cái hoa đơn, bài số 2 là email, bài số 3 là tin nhắn ha. Câu 191, cái điều gì đúng về Orison Graphics and Design? Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó chấp nhận những cái tờ xét trong email như là một hình thức thanh toán. Câu B, nó đã không có chụp ảnh cho cái booklet. Câu C, nó có cái bộ phận finance tài chính riêng của nó. Câu D, nó thì nằm ở trên cái tầng thứ tư của một tòa nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa Orison Graphics and Design nằm ở vị trí nào em nhé. Câu số 1, mình dò bài số 1 luôn em nha. Ở đây form nào, em xem nè, đây là một cái hóa đơn gửi từ Orison Graphics and Design, địa chỉ của nó nè em, gửi đến cho Kaiser Investment Service. Đây là địa chỉ ha. À đây có tầng thứ tư nè em, nhưng cái tầng thứ tư này á là nơi của công ty Kaiser Investment Service chứ không phải là của Orison Graphics and Design, form nào? Rồi, vậy mình loại cái đáp án là tầng thứ tư ha. Rồi đọc tiếp đi em. Services và dịch vụ của Orison Graphics and Design đó, bây giờ em đọc thử nha. Design, thiết kế, layout và chụp ảnh cho cái report, cái báo cáo này. Rồi tiếp, cái thứ hai là thiết kế, layout cho cái brochure, cái tờ rơi tờ quảng cáo này. Rồi tiếp, thiết kế và layout cho cái booklet này. Vậy thì em xem nè, nó không có chụp hình, không có chụp ảnh cho cái booklet, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu B phải không? Nó đã không có chụp hình, chụp ảnh cho cái booklet ha. Câu 192, điều gì được nói về Kaiser Investment Services? Về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó đang lên kế hoạch, đang dự định để mà tuyển một nhiếp ảnh full time. Câu B, nó đã không nhận được tất cả những cái documents, tài liệu như được hứa. Câu C, nó có lẽ sẽ bị tính phí vì thanh toán cái hóa đơn trễ. Câu D, nó sẽ phải trả một cái mức phí là 100 euro cho cái việc revision là chỉnh sửa lại. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò tiếp thông tin về Kaiser Investment Services ở bài số 1 em nhé. Vì bài số 1 có cái Kaiser Investment Services mà, phải không nào? Dò tiếp ha. Sẽ cùng đọc nha. Payment, cái việc thanh toán sẽ due, sẽ đáo hàng đến hàng trong 15 ngày nữa. Vậy có nghĩa là gì em? Đây là cái hóa đơn gửi từ Orison Graphics and Design gửi đến cho Kaiser Investment Services, yêu cầu Kaiser Investment Services xem qua và thanh toán trong 15 ngày nữa. Phải không nào? Chữ đáp án đọc tiếp nha. Những cái requests, yêu cầu cho những cái sự thay đổi thêm á, thì sẽ chịu một cái mức phí thêm, tiền thêm là 100 euro cho mỗi tài liệu. Có một cái đáp án là 100 euro là câu nào với em? Cùng đọc lại nha. Cô đi, phải không nào? Nó chính là công ty Kaiser Investment Services á, sẽ phải trả một cái mức phí là 100 euro cho cái việc thay đổi chỉnh sửa lại. Và để biết câu đi có đúng hay không á, mình phải xem Kaiser Investment Services có thay đổi gì hay không ha. Và mình cùng dò nha em nha. Mà bài số 1 chắc chắn không thể hiện thông tin này rồi, bởi vì bài số 1 là một cái hóa đơn mà. Và mình dò tiếp bài số 2 đi em. Đây em xem là bài số 2 là một cái email gửi từ Christine của công ty Kaiser Investment Services, phải không nào? Vậy mình đọc nha. Gửi Mr. Svensson, tôi đã nhận được cái hóa đơn của bạn vào ngày hôm qua cùng với những cái proof. Cảm ơn bạn vì đã làm việc rất là tốt. Tôi đã trình cái những cái bản nháp cuối cùng đến cho giám đốc và overall nhìn chung là ông ấy hài lòng. However, tuy nhiên, ông ấy đã yêu cầu rằng chúng tôi sẽ phải thay đổi cái bức ảnh được sử dụng cho cái trang bìa mặt trước. Vậy thì em xem nè. Ông giám đốc yêu cầu là phải thay đổi cái ảnh cho cái trang bìa trước, phải không nào? Vậy chắc chắn là có thay đổi rồi. Vậy đáp án là câu nào vậy? À, câu đi ha. Thay đổi thì phải trả một cái mức phí là 100 euro. Câu 193, một cái mục đích của tin nhắn là gì? Tin nhắn là bài số 3, phải không nào? Đối với dạng câu hỏi về mục đích thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đáp án cuối ha. Đáp án trước nào có A? To recognize, để công nhận hay là tán dương khen thưởng những nhân viên đứng hàng top của công ty. Câu B, to go over,
để mà xem lại những cái achievement, những thành tựu đạt được của công ty. Cozy to announce, để công bố thông báo những kết quả của một cái đợt sale. Cozy để mời những người tham gia đến một cái celebration, một cái bữa tiệc. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào đoạn đầu của cái tin nhắn trước em nhé. Sẽ cùng đọc nào. Sẽ cùng đọc nha. As, bởi vì chúng ta sắp kết thúc một năm nữa và tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn mọi người vì cái commitment và cái sự làm việc chăm chỉ của họ. Cho các bạn phong nào đọc tiếp ha. Once again, một lần nữa, thì Kaiser Investment Services đã outperform những cái expectations, những cái sự mong đợi của những nhà phân tích và đã generated, đã tạo ra được những cái profits, lợi nhuận substantial cho khách hàng và cổ đông của nó. Vậy thì câu thứ hai đang nói về cái gì vậy em? Rất có thể nói về những cái thành tựu đạt được phải không nào? Bởi vì có nói đến việc là tạo ra được lợi nhuận cho khách hàng và cổ đông nè. Nhưng để chắc hơn, đọc thêm một câu nữa nha. Not only that, không những như vậy mà chúng ta còn tiếp tục top, đứng đầu trong những cái khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng về những cái công ty dịch vụ tài chính ở Đức. Chắc chắn đang nói về thành tựu rồi phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu B phải không? Để go over, để xem lại những cái achievements, những thành tựu đạt được của một công ty ha. Và cụ thể công ty ở đây chính là Kaiser Investment Services phải không nào? Câu 194, trong tin nhắn là bài số 3 đó, thì cái từ outperform ở đoạn 1 dòng 2 gần nghĩa với cái nào nhất? Sẽ bán trước nha câu A. Taken part in là tham gia vào nè. Câu B, put apart from. Câu C, done better than là làm tốt hơn. Câu D, cho là tặng nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xem outperform đang ở trong ngữ cảnh nào nha em. Lúc này mình dịch rồi đó, dịch lại một lần nữa nha. Đây nè, trời. Once again, một lần nữa thì Kaiser Investment Services đã outperform những cái expectations, những cái sự mong đợi của những nhà phân tích. Vậy thì em xem nè, outperform những cái sự mong đợi của những nhà phân tích có nghĩa là làm tốt hơn những cái sự mong đợi của những nhà phân tích phải không nào? Làm tốt hơn sự mong đợi, làm tốt hơn là câu nào vậy em? À, câu C phải không? Ok, đáp án là câu C ha. Câu 195, Kaiser Investment Services rất có thể đã làm gì gần đây? Về từ khóa chính là recently, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó đã tổ chức một cái bữa tiệc retirement về hưu cho những nhân viên. Câu B, nó đã conducted, tiến hành, thực hiện một cái cuộc khảo sát trong những nhân viên. Câu C, nó đã launch, tung ra một loạt những cái sản phẩm mới ở Đức. Câu D, nó đã phân phát những cái brochures, tờ rơi, tờ quảng cáo đến những khách hàng tiềm năng ở US, ở Mỹ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là recently đang ở vị trí nào em nha. Câu 195 là câu cuối cùng rồi, mình vào đoạn cuối luôn nha. Rồi cùng dò các em nha. Ở đây có từ last month là tháng trước nè em. Tháng trước cũng là một cái khoảng thời gian gần đây, phải không nào? Nhưng giờ tiếp xem có từ recently hay không nha. Không có từ recently, phải không? Vậy mình vào cái câu mà có chứa từ last month em nha. Trong cái issue, cái ấn bản tháng 12 lần này của cái bản tin á, thì hãy tìm hiểu về cái expansion, cái việc mở rộng của chúng ta sang cái thị trường Bắc Mỹ, và hãy xem những cái hình ảnh từ cái launch, cái cuộc phát động chiến dịch marketing, chiến dịch quảng cáo của chúng ta vào tháng trước tại US, tại Mỹ, nơi mà cái chiến dịch này nè đã được tham dự đông, well attended, tham dự đông bởi một số cái khách hàng tiềm năng. Vậy thì em xem tháng trước diễn ra việc gì. Tháng trước có một cái cuộc phát động chiến dịch marketing ở Mỹ mà có một số khách hàng tiềm năng tham gia, phải không nào? Vậy em sẽ đáp án là câu nào ha. Câu A, tổ chức tiệc về hưu lỏng phải rồi nè. Câu B, làm khảo sát trong nhân viên cũng không có luôn. Câu C, tung ra sản phẩm mới ở Đức là cũng không có luôn. Vì đáp án chỉ có thể là câu gì thêm? À, câu D ha. Câu D là gì? Nó phân phát những cái tờ rơi, tờ quảng cáo đến những khách hàng tiềm năng ở Mỹ. Mặc dù mình không biết có phải là phân phát tờ rơi, tờ quảng cáo hay không, không biết chắc chắn là có hay không, nhưng mà ở đây á, có khách hàng tiềm năng ở Mỹ. Câu D là gần với thông tin ở trên nhất rồi, phải không nào? Còn ba câu kia là sai hoàn toàn thông tin ở trên luôn. Vậy thì mình loại suy ra đáp án là câu D ha. Ok. Nhưng mà để cô chỉ cho em xem cái thông tin của đáp án này nha. Bây giờ chắc chắn là cái bài số 3 không có rồi nè. Bây giờ em dò ngược lên bài số 2 đi, xem có nói gì đến tờ rơi, tờ quảng cáo hay không. Đây nè, em có tờ rơi, tờ quảng cáo nè. Em đọc câu này thử nha. Unfortunately, thật không may, chúng tôi không thể di chuyển cái ngày đáo hạn ban đầu của chúng tôi. As, bởi vì cái tờ rơi, tờ quảng cáo phải được ship, phải được vận chuyển, giao in time, kịp lúc cho cái cuộc phát động chiến dịch, cái sự kiện phát động chiến dịch mà chúng tôi lên kế hoạch cho tháng 11. Vậy chắc chắn là trong cái sự kiện phát động chiến dịch này là có những cái tờ rơi, tờ quảng cáo rồi, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì? Câu D ha. Nếu mà em dò thì nó cũng sẽ ra thôi, nhưng mà mất thời gian, mình loại suy nó ra nhanh hơn ha.
Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Bài số 1 là một cái invoice. Mình có từ invoice là hóa đơn đấy em. Được gửi từ Origin Graphics and Design, đây là địa chỉ của công ty này ha. Gửi đến cho Kaiser Investment Services, đây là địa chỉ nè. Services là dịch vụ, cột bên này là charges là mức phí. Đầu tiên là design, thiết kế lên bố cục và chụp ảnh cho cái report, cái báo cáo. Shareholder là cổ đông đấy, là những người nắm giữ cổ phiếu trong một công ty ha. Cổ đông. Annual là hàng năm, cái báo cáo hàng năm cho cổ đông ha. Thì mức phí là 745 €. Rồi tiếp design, thiết kế và lên bố cục cho cái brochure. Mình có từ brochure là tờ rơi hay là tờ quảng cáo ha. Tờ rơi hoặc là tờ quảng cáo. Invest, đậm từ invest là đầu tư đấy, từ này cũng rất là quan trọng. Đầu tư cùng với Kaiser thì mức phí là 545 €. Rồi tiếp thiết kế lên bố cục cho cái quyển sách. Condition là điều kiện nè. Term là điều kiện hay là điều khoản đi. Ví dụ như là điều khoản của hợp đồng ha. Term, điều khoản, điều kiện. Cái quyển sách về điều khoản và điều kiện thì mức phí là 300 €. Tổng cộng là 2.240 €. Payment là cái việc thanh toán đi em. Cái việc thanh toán thì deal, mình có từ deal là đáo hạn hay là đến hạn ha. Cái việc thanh toán đáo hạn trong 15 ngày nữa. Những cái yêu cầu cho những cái sự thay đổi additional là thêm đó. Yêu cầu thay đổi thêm thì sẽ incur. Mình có từ incur là chịu nha em nha. Ở đây là chịu một cái surcharge là tiền trả thêm hay là phí trả thêm ha. Thì sẽ chịu một cái số tiền trả thêm, cái phần phí trả thêm là 100 € cho mỗi cái document tài liệu. For rush printing, để mà in rush là nhanh đấy em. Để mà in nhanh á, thì thêm 250 €. Vui lòng hãy chú ý rằng chúng tôi không còn chấp nhận cái, những cái tờ sát nữa. Tất cả những cái việc thanh toán phải được thực hiện bằng cách transfer, mình có từ transfer là chuyển ha. Bằng cách chuyển direct là trực tiếp qua ngân hàng hoặc là qua điện tử thông qua cái website này. Thank you, cảm ơn bạn vì cái cooperation của bạn, mình có từ cooperation là sự hợp tác đấy. Cảm ơn cái sự hợp tác của bạn ha. Ok. Bài số 2 là một cái email gửi đến cho Alexander, gửi từ Christine, chủ đề là những cái thay đổi cho việc xuất bản. Ngày gửi là ngày 7 tháng 10. Gửi Mr. Svensson, chúng tôi đã nhận được cái invoice hóa đơn của bạn vào ngày hôm qua, along with là cùng với đây. Cùng với cái proof, mình có từ proof thường gặp có nghĩa là bằng chứng hay là chứng minh. Proof, bằng chứng hoặc là chứng minh ha. Nhưng mà ngoài cái nghĩa bằng chứng chứng minh, nó còn có nghĩa là bản in thử nè. Phải đây có nghĩa là bản in thử ha. Cùng với những cái bản in thử, cảm ơn bạn vì đã làm rất là tốt. Tôi đã trình những cái draft, mình có từ draft là bản nháp đây. Tôi đã trình những cái bản nháp cuối cùng này lên cho giám đốc quản lý của chúng tôi. Và overall, mình có từ overall là nhìn chung ha. Và nhìn chung là ông ấy đã rất là hài lòng. However, tuy nhiên ông ấy đã yêu cầu rằng chúng tôi phải change, phải đổi cái bức hình, bức ảnh mà sử dụng cho cái cover, cái trang bìa ở phía trước. Ông ấy nghĩ rằng nó fail to. Mình có từ fail to đi với verb nguyên mẫu có nghĩa là không làm gì ha. Fail to. Còn với verb nguyên mẫu là verb 1 đó, có nghĩa là không làm gì. Ông ấy nghĩ rằng nó không có convey. Mình có từ convey là truyền tải hay là truyền đạt đấy. Convey là truyền tải hay là truyền đạt ha. Nó không có truyền tải được, truyền đạt được cái mood, cái tâm trạng hay là cái tinh thần mà chúng tôi đang hướng tới. Chúng tôi đã commission, mình có từ commission, động từ có nghĩa là chỉ định hoặc là cử đây, chỉ định ai, cử ai làm gì ha. Chúng tôi đã chỉ định một cái người nhiếp ảnh để mà chụp một cái bức ảnh mới và tôi sẽ gửi nó cho bạn trước ngày thứ 6. Unfortunately, thật là không may mắn thay, chúng tôi không thể chuyển cái ngày đáo hạn, cái ngày đến hạn original là ban đầu hoặc là đầu tiên đấy. Ban đầu hoặc đầu tiên ha. Chúng tôi không thể chuyển cái ngày đáo hạn ban đầu của chúng tôi as bởi vì những cái brochure tờ rơi quảng cáo này á thì phải được chuyển đến in time, kịp lúc cho cái sự kiện launch là ra mắt, tung ra và chỗ này dịch là phát động đấy em, cho cái sự kiện phát động cái campaign là chiến dịch ha mà chúng tôi đã lên kế hoạch cho tháng 11. Nếu cái yêu cầu của chúng tôi nó có vấn đề gì thì vui lòng hãy cho tôi biết ngay lập tức. Bạn có thể reach me, mình có từ reach thường gặp có nghĩa là với tới, nhưng từ reach còn có nghĩa là liên lạc hay là liên hệ nữa ha. Bạn có thể liên hệ với tôi qua điện thoại tại cái số này. Extension, cái số nội bộ là 42. Otherwise, nếu mà không có vấn đề gì á, thì tôi sẽ chờ để mà nhận được cái invoice, cái hóa đơn, được revise, được thay đổi, được chỉnh sửa của bạn. Cảm ơn, rồi ký tên ha. Bài số 3 là một cái message, tin nhắn cuối năm đến từ giám đốc.
As, bởi vì chúng ta sắp kết thúc một năm nữa, nên tôi muốn nhân cái cơ hội này, cái dịp này để mà cảm ơn mọi người về cái sự commitment. Mấy cái từ commitment thường gặp có nghĩa là sự cam kết. Nhưng ngoài ra nó còn có nghĩa là sự tận tụy hay là sự tận tâm nữa ha. Và đây có nghĩa là sự tận tâm nè, để cảm ơn mọi người vì cái sự tận tâm và cái sự làm việc chăm chỉ của họ. Once again, một lần nữa thì Kaiser Investment Services đã outperform. Mình có từ outperform là làm tốt hơn ha. Outperform, làm tốt hơn. Đã làm tốt hơn cái expectations, những cái sự mong đợi của những nhà phân tích. Và generate, động từ generate là tạo ra, rất là hay gặp ha. Và đã tạo ra được những cái profits, lợi nhuận, substantial, tính từ là đáng kể đi, lớn hoặc đáng kể ha. Và đã tạo ra được những cái lợi nhuận đáng kể cho khách hàng và những cái cổ đông của nó. Not only that, không những như vậy mà chúng ta còn tiếp tục top đứng đầu trong những cái khảo sát về satisfaction, là sự hài lòng đi, về cái sự hài lòng của khách hàng về những công ty dịch vụ tài chính ở Đức. As khi mà chúng ta reflect on, mình có từ reflect on là nghĩ về đi, suy nghĩ về hay là nghĩ về ha. Khi mà chúng ta nghĩ về những cái sự thành công này á, thì chúng ta hãy tiếp tục mong chờ những cái optimism, là cái sự lạc quan ha. Mong chờ hướng đến cái sự lạc quan. Trong cái issue, mình có từ issue là ấn bản nè. Trong ấn bản tháng 12 lần này của cái bản tin, thì hãy tìm hiểu về cái expansion. Mình có từ expansion là sự mở rộng ha. Về sự mở rộng ongoing là đang diễn ra đó. Thì cái sự mở rộng đang diễn ra vào trong cái khu vực Bắc Mỹ. Và hãy xem những cái bức ảnh từ cái launch, cái cuộc phát động chiến dịch marketing của chúng ta vào tháng trước ở Mỹ. Cái chiến dịch mà được well attended, mình có từ well attended là được tham dự đông ha. Được tham dự tốt hay là được tham dự đông đó. Được tham dự đông bởi một số những khách hàng potential là tiềm năng nha. Tiềm năng ha. Other than that, hơn thế nữa thì tôi sẽ gặp tất cả các bạn tại cái bữa tiệc hàng năm của chúng ta. Rồi ký tên từ hôm nào. Câu 193, câu A mình có từ recognize. Recognize có nghĩa là công nhận hoặc là tán dương khen thưởng ha. Công nhận hoặc là tán dương khen thưởng. Câu B mình có từ achievement. Achievement là danh từ của động từ achieve. Achieve là đạt được. Achievement là những thành tựu đạt được đấy. Thành tựu ha. Câu D mình có từ celebration, danh từ có nghĩa là sự tổ chức hoặc là cái bữa tiệc ha. Động từ celebrate là tổ chức, chúc mừng. Còn danh từ celebration là sự tổ chức hoặc có nghĩa là cái bữa tiệc ha. Ở đây là cái bữa tiệc đen. Câu D là mời những người tham gia, những người tham dự đến một cái bữa tiệc. Câu 195, coi mình có từ retirement là sự về hưu ha. Động từ là retire là về hưu, danh từ là retirement, sự về hưu. Retirement party là cái bữa tiệc về hưu. Câu B mình có từ conduct là tiến hành hay là thực hiện ha. Câu D mình có từ distribute, rất là hay gặp là gì em? Phân phát hay là phân phối ha. Ở đây là phân phát đó. Phân phát những cái tờ rơi từ quảng cáo, được không nào? Ok. Câu 196 đến câu 200 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là email. Bài số 2 là một cái program, chương trình. Bài số 3 là một cái form, biểu mẫu ha. Câu 196, mục đích chính của email là gì? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, to recruit, để tuyển người cho một cái câu lạc bộ chụp ảnh. Câu B, to request, yêu cầu thông tin về một số cái khóa học. Câu C, to register, để đăng ký cho một cái cuộc thi sắp tới. Câu D, để mà phản hồi cho một cái lecture, một cái bài diễn thuyết, một cái bài thuyết trình gần đây. Rồi bây giờ mình vào đoạn đầu của cái email trước em nhé. Cùng đọc nào. Gửi đến ai có liên quan, tên của tôi là Raymond Hardy và tôi là President, chủ tịch của câu lạc bộ chụp ảnh Amateur ở đây ở El Paso. Có một cái đáp án là câu lạc bộ chụp ảnh là câu nào vậy em? Câu A phải không? Câu A nói gì đây? Để recruit, tuyển người cho câu lạc bộ chụp ảnh. Nhưng mà trong cái bài đọc chưa nói gì đến cái việc tuyển người cả, phải không nào? Vậy mình đọc tiếp nha. Chúng tôi đã nghe rằng là trung tâm của bạn sẽ dạy một số cái lớp học về việc chụp ảnh vào mùa hè này. Ok, vậy câu số 2 đang nói về những cái khóa học chụp ảnh vào mùa hè form nào. Em đọc tiếp thử xem nha. Tôi cũng hiểu rằng là bạn cung cấp cái giá đặc biệt cho nhóm. If so, nếu mà như vậy thì tôi quan tâm đến việc đăng ký. Vậy chắc chắn nó đang nói về việc gì rồi em? À, việc đăng ký những cái khóa học phải không nào? Vậy câu nào là khóa học vậy em? À, câu B phải không, là yêu cầu thông tin về một số cái khóa học phải không nào? Đáp án là câu B ha. Câu 197, what is true, điều gì đúng về câu lạc bộ Homestead Photo Club? Về từ khóa chính là cái câu lạc bộ này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A.
Tất cả những thành viên của nó đều là những nhiếp ảnh gia professional, chuyên nghiệp. Kobe, hầu hết những thành viên của nó đã tham dự các lớp học trước đây. Kosi, một số thành viên của nó thì có thể tham gia các lớp học wedding photography, chụp ảnh cưới. Cody, một số thành viên của nó thì muốn sign up, đăng ký cho 3 cái lớp học trở lên. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa Homestead Photo Club nằm ở vị trí nào nha em. Giờ tiếp bài số 1 ha. Ở đây form nào Homestead Photo Club là câu lạc bộ mà Hardy là thành viên ở câu lạc bộ này, phải không nào? Vậy mình đọc tiếp bài số 1 em nhé. For the first, 4 người trong số chúng tôi là 4 người trong số những thành viên của câu lạc bộ Homestead Photo Club em thì muốn tham gia cái khóa học chụp ảnh landscape phong cảnh ở trình độ dành cho người bắt đầu. 3 người khác trong số những thành viên của chúng tôi thì muốn tham gia một cái lớp học more advanced, nâng cao hơn và muốn biết liệu rằng bạn có cung cấp bất kỳ khóa học nào hay không. Bạn có thể gửi cho tôi thêm một số thông tin được không? Chưa có đáp án form nào, đọc tiếp luôn cái đoạn cuối cùng em nha. Vui lòng hãy đính kèm thêm những cái thông tin về cái nơi mà lớp học sẽ diễn ra và cái mức phí mà nó sẽ tốn là bao nhiêu. Và tôi sẽ chuyển cái thông tin này đi. Ký tên. Chưa có đáp án luôn phải không nào? Vậy mình dò tiếp bài số 2 đi em. Rất có thể đây là câu liên hệ giữa hai bài ha. Em xem bài số 2 là cái gì đây? Bài số 2 là một cái chương trình, một cái lịch trình cho những cái lớp học sắp tới từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5. Phải không nào? Em xem nè, có ngày, có giờ diễn ra, có tên của lớp học, có giảng viên và có chi phí, phải không nào? Có câu cuối, nó đọc câu cuối thử nha. Cái dấu sao á, cái lớp học vào ngày thứ 6, đây là lưu ý đấy em, lớp học vào ngày thứ 6 thì chỉ dành cho những người mà có trình độ advanced, là nâng cao thôi. Mà cái lớp học ngày thứ 6 là lớp học gì vậy em? Đây, Friday nè, wedding photography, phải không nào? Vậy lớp học ngày thứ 6, cái lớp học mà chụp ảnh cưới á, là dành cho những người có trình độ nâng cao thôi. Mà lúc nãy mình có dò ở bài số 1 em. Chỗ này nè, ba thành viên khác trong số những thành viên của chúng tôi á thì muốn tham gia một cái lớp học nâng cao hơn. Vậy có nghĩa là gì em? Sẽ có một số thành viên của câu lạc bộ này có thể là sẽ tham gia cái lớp học nâng cao, mà lớp học nâng cao chính là wedding photography. Vậy rất có thể có một số thành viên sẽ tham gia cái lớp học wedding photography, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Cô Si, phải không? Sẽ có một số thành viên có thể sẽ tham gia vào cái lớp học chụp ảnh cưới ha. Câu 198 trong cái form là ở bài số 3 đó, thì cụm từ focus on ở đoạn 1 dòng 1 gần nghĩa với cụm nào nhất? Xe bản trước nha, câu A, partner with, cộng tác với, hợp tác với ha. Câu B, look over, là xem qua hay là kiểm tra nhanh qua cái gì. Câu C, dedicated to, nếu mình không biết nghĩa tạm thời đó nha em. Rồi tiếp câu D, marketed for, là tiếp thị, form nào. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái từ focus on này ở trong ngữ cảnh nào em nhé. Cùng dò nào, bài số 3, đoạn 1, dòng 1. Rồi ở đây phải không, cùng đọc câu này em nhé. Cái trung tâm nghệ thuật này là một cái tổ chức non-profit, phi lợi nhuận, mà nó focus on là nó chú trọng vào cái việc gì đấy em? Mà nó chú trọng vào cái việc nâng cao cái kiến thức của mọi người về việc làm phim, chụp ảnh và thiết kế đồ họa, phải không nào? Vậy thì em focus on chỗ này bằng nghĩa với từ nào? Bây giờ em ráp vào từng từ đi xem từ nào phù hợp nha. Là một cái tổ chức chú trọng vào việc nâng cao kiến thức. Rồi, câu A trước đi em. Partner with, cộng tác với, hợp tác với, được không? Là một cái tổ chức mà nó cộng tác với, hợp tác với việc nâng cao kiến thức. Kỳ quá, không được form nào. Kobe, look over, xem qua, kiểm tra qua. Một cái tổ chức xem qua, kiểm tra qua cái kiến thức của mọi người cũng không được luôn. Rồi, cô Si không biết để đó nha. Rồi cô đi đi em. Là một cái tổ chức mà nó tiếp thị cho cái việc nâng cao kiến thức của mọi người cũng không đúng nghĩa luôn, phải không nào? Vậy mình loại suy hết đáp án là câu nào về em? Cô Si ha. Thật ra cái từ dedicated to chỗ này á có nghĩa là dành để hay là dành riêng để làm gì? Quy định lại câu này để em dễ hiểu hơn nha. Là cái trung tâm nghệ thuật này là một cái tổ chức phi lợi nhuận, nó dành để, hiểu không? Advancing, nâng cao cái kiến thức của mọi người về việc làm phim, chụp ảnh và thiết kế đồ họa ha. Vậy thì từ focus ở đây nó bằng nghĩa với từ dedicated to, là dành để làm gì hay là dành riêng để làm gì ha. Ok. Câu 199, Mr. Hardy thì có thể là phải trả bao nhiêu tiền cho cái lớp học của ông ấy? Vậy từ khóa chính là lớp học của Mr. Hardy, phải không nào? Mình phải biết được là Mr. Hardy muốn học cái lớp nào. Mà lúc nãy thì em mình có dò ở bài số 1 rồi, là Hardy á, chính là thành viên của câu lạc bộ Homestead Photo Club, phải không nào? Mà những thành viên của câu lạc bộ này á, thì muốn tham gia hai lớp. Lớp thứ nhất á, là, đây nè em, 4 người á, thì muốn tham gia vào cái lớp học Landscape
photography là chụp ảnh phong cảnh. Còn ba người khác thì muốn tham gia vào cái lớp học nâng cao hơn. Mà lúc nãy mình có gặp rồi, cái lớp học nâng cao là lớp nào vậy em? Wedding photography. Vậy chỉ có thể là landscape hoặc là wedding photography thôi phải không nào? Vậy là 54 hoặc 47. Nhưng mà mình không có biết chắc chắn là Mr. Hardy muốn tham gia cái lớp nào. Vậy bây giờ mình vào tiếp đi em. Mình nhập tiếp bài số 3 xem Mr. Hardy muốn tham gia cái lớp nào nha. Đáp án là các số tiền. Bây giờ mình sẽ dò xem trong này có số tiền hay không. Rồi mình đọc. Đây nè em, có $30 nè. Đọc câu này thử nha. Những ai mà đăng ký cho cái nhóm từ 3 người trở lên đó, có nghĩa là nhiều hơn 3 người, thì trả $30 cho mỗi người, ngoại trừ những cái lớp học vào cuối tuần. Ok, vậy thì em xem nè. Những ai á mà đăng ký cái nhóm từ 3 người trở lên thì chỉ cần trả $30 mỗi người thôi, bất kể là cái giá của lớp học đó là bao nhiêu, phải không nào? Ngoài trừ những lớp cuối tuần. Vậy thì em xem nè, hai cái lớp này đâu phải là lớp cuối tuần đâu, phải không nào? Vậy mặc dù mình không biết Mr. Hardy tham gia chính xác cái lớp nào, nhưng mà mình biết chắc chắn một điều là ông ấy đăng ký từ 3 người trở lên, phải không? Bởi vì ở đây có hai nhóm nè em, một nhóm là 4 người, một nhóm là 3 người nè. Ở đây phải không nào? Vậy chắc chắn Mr. Hardy chỉ trả bao nhiêu thôi? À, $30 thôi, phải không nào? Vậy đáp án là câu A ha. Câu 200, Mr. Hardy được yêu cầu làm gì? Sẽ bán trước nha câu A, speak with, nói chuyện với lại instructor, giảng viên trước khi bắt đầu cái khóa học. Câu B, mang theo những cái equipment, trang thiết bị chụp ảnh cá nhân của ông ấy. Câu C, cung cấp cái giấy tờ nhận diện. Câu D, nộp cái chứng minh về kinh nghiệm trước đây. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò em nha, câu 200 là câu cuối cùng rồi. Mình dò bài cuối cùng nha. Em xem bài cuối cùng chỗ nào mình chưa dò. Câu này phải không? Và câu này có hai câu ha. Rồi bây giờ mình đọc cái câu ở phía trước đi em. Please, vui lòng chú ý rằng á, là trung tâm sẽ không cung cấp bất kỳ cái cameras, cái máy ảnh hoặc là accessories là cái phụ kiện nào mà những người tham gia phải tự cung cấp cho họ, phải tự mang theo, phải không nào? Vậy chắc chắn là khi Mr. Hardy tham gia khóa học thì ông ấy phải tự mang theo cái trang thiết bị của ông rồi. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, cô Bi ha, phải tự mang theo những cái trang thiết bị chụp ảnh cá nhân của ông ấy ha. Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này game nha. Bài số 1 là một cái email gửi đến cho trung tâm nghệ thuật này ha, gửi từ Raymond Hardy, chủ đề là về những cái lớp học, ngày gửi là 30 tháng 4. To whom it may concern, gửi đến người có liên quan. Tên của tôi là Raymond Hardy và tôi là president, có nghĩa là chủ tịch đây. Tôi là chủ tịch của cái câu lạc bộ nhiếp ảnh amateur, là không chuyên hay là nghiệp dư ha. Không chuyên hay là nghiệp dư. Câu lạc bộ nhiếp ảnh của những người không chuyên ở đây ở El Paso. Tôi có nghe rằng là trung tâm của bạn có cung cấp, có mở một số cái lớp học về nhiếp ảnh vào mùa hè này. Tôi cũng hiểu rằng là bạn sẽ cung cấp cái rate, mình có từ rate bằng với từ price là giá cả đây. Bạn cung cấp cái giá special đặc biệt cho những cái nhóm. Nếu mà như vậy thì tôi rất là quan tâm đến việc register, là đăng ký đây. Động từ register là đăng ký ha. 4 người trong số chúng tôi thì muốn tham gia cái lớp học chụp ảnh landscape là phong cảnh ở cái trình độ bắt đầu. 3 người khác trong số những thành viên của chúng tôi thì muốn tham gia một cái lớp học mà nó more advanced, mà có từ advanced là nâng cao đấy. Muốn tham gia một cái lớp học nâng cao hơn và muốn biết xem liệu rằng bạn có cung cấp bất kỳ cái lớp học nào hay không. Bạn có thể gửi cho tôi một số cái thông tin thêm được hay không? Vui lòng hãy đính kèm thêm những cái thông tin về cái nơi mà lớp học này á, sẽ diễn ra và cái mức phí mà nó sẽ tốn là bao nhiêu. Và tôi sẽ chuyển cái thông tin này đi. Rồi, ký tên ha. Bài số 2 là một cái chương trình, một cái lịch trình về những cái lớp học diễn ra trong one day, là một ngày upcoming sắp tới, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5 tại cái trung tâm nghệ thuật này ha. Thứ hai, ngày 8 tháng 5, lúc 7:30 tối, là một cái lớp học về phần mềm chụp ảnh professional, là chuyên nghiệp đấy. Professional tính từ là chuyên nghiệp ha. Instructor là người hướng dẫn hay là giảng viên đấy. Giảng viên là Lindsay Arias, mức phí là $50 một người. Tiếp theo thứ 3 ngày 9 tháng 5, lúc 8 giờ tối, lớp học về quảng cáo những cái bức ảnh của bạn. Giảng viên là Carrie Felix, mức phí là $48 một người. Thứ 4 ngày 10 tháng 5 lúc 8 giờ tối, cái lớp học về chụp ảnh bằng ánh sáng tự nhiên ha. Giảng viên là Ben Greenwood, mức phí là $52 một người. Thứ năm ngày 11 tháng 5 lúc 8:30 tối, cái lớp học về chụp ảnh phong cảnh. Giảng viên là Sue Adler, mức phí là $54 một người. Thứ sáu ngày 12 tháng 5 lúc 7 giờ tối, là một cái lớp học về chụp ảnh cưới. Instructor, giảng viên người hướng dẫn là Finley Kowashi, cái mức phí là $47 một người. Rồi có một cái lưu ý là cái lớp học vào ngày thứ 6 á, là chỉ dành cho những người tham dự có trình độ advanced và nâng cao ha. Bài số 3 là một cái form đăng ký lớp học ha.
please vui lòng filling điền vào những cái thông tin sau đây. Tên là Raymond Hardy nè em, đây là địa chỉ ha. Số điện thoại, email. Do you have any professional photography experience? Bạn có bất kỳ cái kinh nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp nào không? Thì Mr. Hardy đánh vào no là không có ha. Rồi cái khóa học tham gia là chụp ảnh, landscape là phong cảnh, payment method là phương thức thanh toán là cash là bằng tiền mặt ha. Cái trung tâm nghệ thuật này nè là một cái tổ chức non-profit là phi lợi nhuận đấy. Non-profit, phi lợi nhuận ha. Là một tổ chức phi lợi nhuận mà nó focus on, nó chú trọng vào cái việc advancing, nâng cao cái knowledge, mà có từ knowledge là kiến thức đem, nâng cao kiến thức của mọi người về việc làm phim, nè, chụp ảnh và thiết kế đồ họa. Vui lòng chú ý rằng là cái trung tâm nó không có cung cấp bất kỳ cái cameras, cái máy ảnh hoặc là cái accessory, mà có từ accessory là phụ kiện đem, phụ kiện ha. Trung tâm sẽ không cung cấp bất kỳ cái máy ảnh hay là cái phụ kiện nào và những người tham gia phải tự supply là cung cấp đem, phải tự cung cấp cho họ ha. Supply their own, phải tự cung cấp cho họ. Những ai mà sign up là đăng ký đem, sign up là đăng ký ha. Những ai mà đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên á thì chỉ cần trả $30 mỗi người except for là ngoại trừ đem. Except for là ngoại trừ ha. Ngoài trừ cho những cái lớp học vào cuối tuần, chúng tôi sẽ confirm là xác nhận cái registration là sự đăng ký ha. Mình có động từ register, lúc nãy gặp rồi là đăng ký. Registration danh từ là sự đăng ký. Chúng tôi sẽ xác nhận cái sự đăng ký của bạn trong vòng 24 giờ từ cái thời điểm mà nhận được cái thanh toán. Tuition fee là học phí đây. Tuition fee là học phí ha. Học phí thì non-refundable. Mình có từ refund là hoàn tiền lại. Refundable là có thể hoàn tiền lại. Vậy non-refundable là không thể hoàn tiền lại ha. Học phí thì không thể được hoàn lại và phải được trả một tuần prior to là trước khi đấy. Trước hay là trước khi ha. Và phải được trả một tuần trước trước khi bắt đầu bất kỳ cái khóa học nào. Được không nào? Rồi tiếp câu 196. Câu ai mình có từ recruit là tuyển đấy. Tuyển dụng ha. Tuyển dụng. Vậy câu ai có nghĩa là cái mục đích của email là để tuyển người vào câu lạc bộ chụp ảnh, được không nào? Rồi tiếp câu C mình có từ contest là cuộc thi đấy. Contest là cuộc thi ha, cũng rất là hay gặp. Rồi tiếp theo mình có từ lecture là bài diễn thuyết hay là bài thuyết trình đó. Rồi câu 198, câu A mình có từ partner with là cộng tác với hay là hợp tác với ha. Câu C mình có từ dedicated to là dành riêng để hay là dành để làm gì. Rồi câu 200, câu C mình có từ identification là sự nhận diện đây. Identification là sự nhận diện ha. Rồi tiếp câu D mình có từ proof là chứng minh á, bằng chứng hay là chứng minh ha. Previous là trước đây hay là trước đó ha. Previous trước đây. Vậy câu D có nghĩa là nộp cái chứng minh, cái bằng chứng về cái kinh nghiệm làm việc trước đây, được không nào? Ok.